Đó, những cái thế trận như vừa rồi có con Gulit đá nó dễ hẳn luôn các bạn. Bởi vì đấy những cái tình huống solo 1-1 đẹp nè. Ui trời ơi. Vãi cả xít. Béo ITM 7, Torres ITM 7, Vinh 10. Memphis Juve 9 là anh em biết là nó thế nào rồi đó. Môn bay ra ép phản xạ. Và chưa chắc nó chọc Rô Béo đâu anh em ạ. Nó chọc cái thằng tiền đạo cánh á. Nhưng mà Rô Béo nó chạy nhanh hơn, nó đến trước. Sai trỏ nhưng lại thành ngon. Phải. Thế đỡ rồi. Quả đấy thì là ZSDD thôi, nhưng mà vấn đề là thằng Torres nó chạy chéo vào. Thằng này hai quả đều kiểu truyền gà trúng vịt. Quả đấy nó truyền Rô Béo thì mẹ con Torres nó em con cướp trỏ nhảy vào DD. Đỡ hồn hít. ZS Rô Béo chắc luôn anh em. Rô Béo không có trỏ. Torres chạy chéo vào DD ngay trong chân Rô Béo luôn. Ai nổi. Tao rồi nha. Chịu. Vidic đã bị dắt mũi. Vidic gặp Torres. Pirlo Juve. Đứt hẳn à? À đâu? Đem Pirlo. Kéo thì đỡ rồi. 打进了拉开比分差距的一球，胜负基本已定了，对手恐怕是无力回天了。 Mọi tình huống tranh chấp 1-1 thua hết. Không đấm được nó bất kỳ quả nào luôn. Đến cái thằng hậu vệ của nó còn gì đấy, Zambrotta thì phải cộng 10. Đấm mình như con. Vãi nổi. Cuối trận là mình không đúng được rồi. Cuối trận thể lực tụt xuống là còn sao mà đấm nó được nữa. Béo quá tởm. Cầu thủ AI chạy. Vãi nổi thật. Mày bắt nổi. Cầm bóng xuống đáy biên, quay đít chuyền xuyên mẹ hai thằng. Ai cả cứt. Đây hai quả này là hai quả rùa này. Đội bạn có hai quả đầu, hai quả rùa. Đây quả này chuyền FPS này anh em này. Quả này chọc khen FPS hẳn luôn. Đấy. Nhưng mà con Rô Béo nó đổi trỏ nó chạy xuống. Vì Rô Béo nó nhanh quá. À con này con Torres chứ đéo phải Rô Béo nhỉ. Torres. Torres. Đây, quả này chọc Memphis chắc chắn luôn. Quả này cũng thế. ZS là ZS Rô Béo này anh em nhìn này. Đúng cái tình huống này. ZS Rô Béo này. Con Torres chạy chéo vào.
Ô sừ. AI cầu thủ nó quá kinh. Hai quả này là hai quả rùa. Mấy quả sau thì chịu. Mấy quả sau tôi nghĩ không đú được nữa. Đây quả này này. ZS dù béo 100%. Kéo thì lệch gì đâu được. Này không biết là đội hình gắt hết bên đấy chưa. Đội hình top 1 bên đấy chưa. Chắc là chưa đâu. Chưa đến mức để top quá. Bên đấy thấy vào có TM cộng 8 rồi mà. Đội hình thằng này là 8,3 tỷ tỷ. Rô béo ITM7 với lại là Torres chạy 151 thì mẹ nó đổi màu này luôn thì đỡ thế đéo đâu được. Cái này là vàng, nó vàng nghệ rồi. Mà liver của nó mới 101 nhá. Không biết nó làm kiểu gì liver 101. 101. Liver rất thấp luôn. Nó là mới nạp ấy chứ. Vãi cướp mẹ lên những cái chỉ số vàng. Mới chơi được chưa được 2 tuần đâu anh. 101 là chứng tỏ chơi được chưa được 2 tuần. Huấn luyện viên kỹ năng thì chưa phải là quá ngon, nhưng quan trọng cầu thủ nó kinh quá, AI này. Truyền thằng này ra thằng kia mẹ đóng PD chéo góc. Rồi. Con này là con Asiang, Asiang MC cộng 10. Hàng giảm lương của nó chỉ số cũng là 135. Sandro Tonali cộng 10, chỉ số 140. Kinh dị thế nhỏ. Sau này thì huấn luyện viên kỹ năng của nó chưa ngon lắm. Lý do là vì liver của nó đang thấp. Này đá hay, đá hay mà đội kinh vãi. Con này là con Zamborota đấy, mẹ bỏ Zamborota thì mẹ lương 22 cộng 10 đấy anh em biết rồi. Nó đấm vào basic của tôi như chó. Đã lương 22 cộng 10. Con này là con Vieira LN cộng 10 nữa này. Ui. Bên đấy cộng 10 easy. Rất là easy. Thì anh cứ nạp vào là easy. Nó chỉ mở ra cộng 8 thôi, đập vẫn là đập. Manini 9. Con này layout 9. Mẹ con Vieira LN10 có cho lên đá tiền đạo vẫn kỳ. Con này chắc mới đập xịt, mới cộng 1 này. Gullit. Để vẹo Gullit 10 còn đéo thèm cho vào anh em ạ. Trận lúc nãy nó còn đéo thèm dùng Gullit với tôi. Mẹ nó nhục quá. Kinh gì đấy kinh nữa. Đây lúc nãy là đây. Có con này mẹ nó không thèm cho vào chứ. Kinh mình nó đéo không cho vào chứ. Gullit LN10 được rồi. Phù bài. Quá dã man. Trầm cảm. Nó không dùng con Gullit là bởi vì nó bị quá lương anh em ạ. Nó bị quá lương. Ờ, thằng này đá ranh còn thua này anh em này. Sau trận thắng mình xong mẹ đá trận thua khác thua này. Ôi sờ. Tôi xem cái thằng thắng nó nào. Thằng thắng nó đội hình lởm nhá. Thằng thắng nó đội hình lởm nhá. Đi chứng tỏ của anh à. À không, cũng đéo lởm. Nó vẫn ngon. Nó vẫn ngon hơn mình anh em ạ. Thằng này thì đội hình thì đương nhiên là không mạnh bằng thằng kia rồi. Nhưng mà cũng là C3, CC9. Ngon hơn đội mình. Đội mình thì lấy cứt ra con này mà đá. VTN9 Tomori. Thằng này nó vẫn có đầu tàu Gullit để gánh nha anh em. Mình có đéo đâu. Aviano của mình chỉ đắt thôi. Đây con Gullit này xem giá bao nhiêu là. Đây con Gullit này rẻ. Gullit này giá có 5 đồng. Bằng 1/3 con Aviano. Gullit là trái tim của đội bóng. Thua tiếp này, thằng này thua tiếp này. Thằng này đội hình thằng này đội hình thì gấp đôi đội mình này. Thằng này đội cũng không ghê lắm. Ian Rapp cộng 9 thôi. Esper Cam 9. À không, nó cũng kinh anh em ạ. Gần full 9 rồi. Gep Muller chưa 9 này. Thủ môn của nó là hàng lởm này, dùng con thủ môn lởm. Còn lại là cũng full 9 đấy chứ. DC full 9. Ủa thằng này có mỗi hai con là chưa 9 thôi. Và con thủ môn với con Muller thôi. Còn lại 9 hết anh ạ.
Thằng này cũng kinh. Sao nó còn thua một thằng EVG khác? Để tôi xem mà. Thằng này cũng kiểu top rank ấy chứ này, đã thắng một loạt này. Nó cũng thua một thằng EVG khác. Tôi xem thằng EVG này nào. Thằng này đội không phải là quá xịn. Đội 1000. Hurricane TI cộng 8. Team thằng này team Tottenham. À. Team Tottenham này mạnh hơn team của em Tài Anh tí. Âu nhiều tí đó. Cười có mỗi con hạt hình lên là đéo được phá, đéo được 9 đời anh ạ. Bảo sao bên đấy nó hạn chế độ tuổi và nạp game, thả rông nữa ra chắc nát game. Thằng này thì được cái là huấn luyện viên kỹ năng ngon này, máy cẩu cộng 7 này, huấn luyện viên kỹ năng thằng này ngon này. Thằng này liver cao mà, liver hơn 1000. Liver cao. Tottenham full 9 ạ. Nhẹ. Đi giá man thật. Lúc nãy mình vừa đá một cái team Tottenham. Cái này phải ghép vào video của em Tài Anh. Đây là Tottenham mạnh nhất server Việt. Sau đấy bật sang quả Tottenham bình thường server Tàu. Dã man nếu chịu ạ. Rồi ôi, Tottenham ạ. Xịn nhất server Việt đấy chứ. Đang đây nó đấm nhỏ. Ôi rồi, thằng này gọi là Tottenham bình thường server Tàu. Rồi, bữa tới ạ. Tôi phải đơm những con hàng quốc dân. Để tôi đấm nó thôi. Tôi quyết định rồi. Ariano với lại Batistuta cả hàng siêu tầm. Nó về dĩ vãng. Nhục đã chịu được. Vừa rồi chỉ là ác phụ của con vợ lúc nãy thôi. Đây mới là ác chính của hắn. Top 2C vợ nhé anh em. Đáng sợ vê lù a hu hu. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.